ซัวสดายนะตอนนี้มาสเตอร์ฮองก็ได้พีซีเกมแต่คือมีเล็ตท็อปมาตักจังลูมาในจอมอนยังเต็งปราดเด้อข้างมุกชมนี่คือเจียแล็ปท็อป Lenovo Ideapad Gaming บ่าอันนี้คือสเปคเวฟตำไลปุ่มบุญเก้าปุ่มบุญทำไมบ้านจะมวยนั่งกราฟิกคัทออทีเอ็กซ์สามห้าทีไอจะมวยนั่ง Ryzen 7 5700 RAM 7G ไอ้กลางดับรามจะเป็นมวยเองมาโดนไฟเฮิร์ตอัมทูแผ่นดับปี hay nếu chưa laptop thay máy bà tận nay mà chín năm trên pin Lenovo toa bà tận lực cứ mà sân tay mà đong bà này anh nếu chưa siêu xin bảo vệ tay mà đong mà tên cứ bàn mơ siêu chẳng cái này anh hay cái tab xin bảo vệ hàng kéo chén nè bà ta lấy những thứ ca hay siêu mơ bảo áp mơ áp mơ rụng riêng về tận ngóc này laptop này cứ miên mau bay sợi này anh này bay sợi Lenovo này cứ lơ à khó mà po áng lơ kì bà Ryzen 7 chấm pua Ryzen 5 sam ha tận lại thay máy tầm bảy hồng bốn tê bởi nên cho mang khâu i5 chỉ nó đập muối xin muối sam ha tại lại mấy tầm bởi rồi học muốn đi bà bờ Ryzen 5 sam ha tại bẩm bấy rồi sam bẩm muốn đi cho miền bay spec bà spec thu riêng cái cứ Ryzen 5 ha bẩm muối sôn sôn chỉ muối đang sam ha đang tầm bởi rồi sam muốn đi bà đấy cứ Ryzen 7 bà Ryzen 7 sam ha thi ai RAM 7G bà Ryzen 7 32 Ti RAM 7G bà tại lại thông mấy tay phẩm bố nói cao bốn tên nào nè dễ tự tôi ban chỉ mỗi đằng spec là hô tạo đó thì x 32 Ti nhưng mà trang mà đón tiết đó 32 Ti mình men 32 thua mà đa tê xong mơ thì một bản tích máu bà một về tích máu chút ok thông mấy chạy xong để cái răng mình tích bài cái răng về riêng bà để mình tích tới ban khơi rằng hà che đi rằng hà tại mà đo bà thưa mấy bà trên tên nào nè anh ấy cứ Ryzen 7 bà Ryzen 7 nào nè bà Ryzen 7 2700 anh ấy smart năng i 7 ti đập môi á bà i 7 ti đập môi Ryzen 7 năng RTX 32 Ti bà 32 Ti anh ấy nào nè 32 Ti laptop này cứ thâm mây mùi rối phía rối tay mà đón bà thâm mây mùi rối phía rối tay mà đón đại miên ca tình yêu tình lơ mà sân rồi dạp bê mùi chân nắm bà trên bì Lenovo tay mà đón này đón không đi bà trên bì Lenovo tay mà đón nên đón đi ai mà đón tinh ban này cả lại gót á nè ai mà đón tinh ban bà ai mà đón tinh ban này cả lại nhông bà laptop này cứ Lenovo Ideapad Gaming 3 mao chỉ mỗi CPU Ryzen 7 RAM 7G graphic card RTX 32 Ti khi bỏ viết chip một plug RGB bà RGB nào thế này plug po RGB chẳng ai nào thế bà RGB cọp bọn này thế bà cọp bọn bà lấy cái chia Lenovo Ideapad Gaming 3 đại miên luôn là cái lại nhau lấy cái chia cao bằng hai nơi rút riêng là bỏ về hai nơi đầm lấy hai nơi spec bà vì đâu này cứ nhân thưa ca bằng hai nên đầm lấy nên spec chu nên đẳng ngọc này bà laptop này cứ mình đầm lấy mấy trăm tay bẩm bốn rồi cao bẩm bốn nhưng ban spec lâu tao đo o thì x tam hai thì ai hay cpu ban lâu tao đo Ryzen 7 ha bẩm bảy sơn sơn bà sơn chạm đong tiền chẳng bẩm sơn chỉ nên đẳng ngọc thì chẳng tính anh mà đo tính ban này lại nhóm á nè bà hay bật chẳng ban cpu Ryzen 5 sam ha tao lấy mấy tầm bảy sam bốn t bà thu lại mình tiền bà sẽ đẹp Lenovo này cứ spec là o đầm lấy còn là o bà đại nét đó thì ai mà đó tính ban được lại nhom ok đại đó thì anh chẳng biết tại phần năng tê o côn nét đó thì đại ban tam đang video này ở lấy interview đã lấy những châu về tới bà châu về bà đà tới skip tới ê đang lại đang vay bỏ chừng là ngày vay sân tới bà sẽ mẹ prader để chẳng tinh bà chẳng tinh lên được vô bà ai mà đó tính ban được lại nhom á nè nè rụng riêng với hàng cổ này cọp rồi ôm mượt khơi này hàng cổ